thuộc của chương trình, đó là 7 giờ sáng chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Mở đầu chương trình là chuyên mục giải trí cuối tuần. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Chung kết người mẫu nhí Model Kids Việt Nam 2019. Hiền Hồ ra mắt MV về tình Tây Ba. Harry Won trở lại với phim ảnh. Last Christmas, Giáng sinh năm ấy. Bộ phim Mỹ về đề tài khinh khí cầu. Thưa quý khán giả, cuộc thi người mẫu nhí Model Kids Việt Nam 2019 sau 6 tháng với nhiều vòng thi gay cấn đã diễn ra đêm chung kết tại Hà Nội để tôn vinh những gương mặt xuất sắc nhất. Chương trình Người Mẫu Nhí Việt Nam được xây dựng theo format truyền hình thực tế, lồng ghép ngôn ngữ điện ảnh vào cuộc thi. Hiệu ứng cùng sự lan tỏa sau chương trình mùa đầu tiên đã giúp ban tổ chức cuộc thi tiếp tục đẩy mạnh hơn quy mô và nội dung của chương trình trở nên gần gũi và thiết thực. Chất lượng thí sinh năm nay cũng được đánh giá cao. Tại đêm chung kết, các phần thi như cắt quốc trong trang phục tự chọn, trang phục truyền thống, dạ hội, thi tài năng và ứng xử đã lần lượt được diễn ra. Các thí sinh dù nhỏ tuổi nhưng được thông qua thời gian tập luyện, chuẩn bị đã có những bước đi thần thái, thể hiện được sự chuyên nghiệp.